À, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay đồng hồ cổ phòng xin giới thiệu đến quý vị một cây siêu to khổng lồ. Đây là cây đồng hồ Kenitzer của Đức, dùng của cung H. Mặt có đường kính là 33 cm, cao 2m20, ngang là 75 cm. Đây là size to nhất của đồng hồ ông sư. Đấy, có những cái có những đồng hồ này nó có rất là nhiều mẫu mã và có rất nhiều kiểu loại. Có size mặt 30, cao 2m05. Cũng hoa dây như này, mọi người chú ý nhé, hoa dây như này, nhưng mà đây là chiếc size to nhất. Dòng này thì em có 3 cái rồi, đây là size to nhất rồi. Rất là khủng khiếp. Hoa dây này, tất cả nhà em là nguyên bản, không spa, không chế cháo nhá, không bông má, không nhìn đâu. Tất cả chi tiết hoa ở đây đều đục tay thủ công và còn nguyên bản, không sứt mẻ, không mối mọt. Đấy. Cái dòng này là dòng size to hết cỡ rồi. Size to hết cỡ rồi. Đây, mặt số đây, mặt số thừa mà số quá đẹp luôn, không tì vết. Bạn bạn. Đấy, có lắc. Lắc cũng rất đẹp. Được chưa? Có lắc không mốc méo, béo. Sau đây mở đây cầu máy đây, cầu máy nghe đã màn chưa. Đây, sau đây mời các bác nghe chuông luôn. Hôm này là củ gông chữ H, củ gông chữ H xịn nhá, không phải củ gông đúc ở đây đâu nhá, đây là củ xịn đấy. Cho các bác xem lại một chút về hoa hương kính zin, kính mài nguyên bản, thằng này không thể chế được. Đây, củ gông chữ H, củ gông nổi tiếng của các bạn đây, nhưng mà đây là củ xịn nhá, em xin chắc lại đây là củ xịn đấy. Đấy, chuông 15 phút đây. Em xin nhắc lại chiếc đồng hồ này chuông rất to, các bác cần lưu ý, chuông rất to đấy, to hơn bình thường rất nhiều. Chuông 30 phút. Khó khói quá. À đây rồi, đây. Chuông 45 phút. Gần một sợi dè cơ, rất là to. Đấy, ok, em xin nhắc lại đây là chiếc đồng hồ size to nhất của đồng hồ ông sư nhé, cao 2m20, ngang 75, mặt 33 cm, mặt đường kính 33 nhé. Các bác cần phân biệt dòng size nhỏ và size to, đây là size to nhất. Xin chào các bác, các bác cần hệ với em qua số thoại 0934272711, em dừng Hải Phòng nhé. Cây đồng hồ Kenitzer mã số C282, ok.